quay ngang máy đi, quay dọc nó bị dẹp lắm, quay ngang lại đi, không lật máy ngang vậy nè. Ừ bây giờ để cho ok chưa? Rồi. Rồi hôm nay quay lại cái review bộ Miro con sen té 6400, hàng này về lâu lắm giờ bán gần hết rồi mới review luôn. Đây bên trong đây là bộ bên trong của bộ Miro té 6400 giờ cui. Đây là bộ tông sen 6400, hàng này về lâu lắm rồi bán cũng chắc cũng gần hết, bán mấy trăm bộ rồi, giờ mới review cho anh em. Thì hôm nay mình sẽ review hướng dẫn cách sử dụng luôn, cách xét sóng. Thì cái sản phẩm mới này xét sóng nó hơi rườm rà chút xíu, thì giới thiệu cho anh em luôn, dễ xài dễ sử dụng, khỏi suy nghĩ. Đó pin đây, cây Miro, cây này có màu đen nha, nó không như giống như màu của bên mấy dòng các K900 K kia, thì nó K6000 thì nó là màu nhũ đồng, màu nhũ bạc. Cái này là màu đen thân bằng nhựa carbon, adapter chống sốc. Nào thôi cái này bỏ qua. Ai bây giờ cái khâu quan trọng là hướng dẫn sử dụng, bỏ qua bên luôn. Rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn sử dụng, bởi vì cái dòng này là thế hệ sau nên là nó xét nó hơi phức tạp chút xíu, thì anh em chịu khó tham khảo dùm. Vỏ nó vẫn bằng nhôm carbon nhưng mà nó màu đen, nó không như mấy bộ kia khác là nó là màu nhũ đồng, bộ này thì nó màu đen. Hiện tại ok rồi, các bạn ý nha, vô cam nè, cây cả cây trên tay và một channel, nó đang hai tần số, đang hai tần số khác nhau không trùng. Bây giờ bước đầu tiên các bạn sẽ chọn một channel bất kỳ, bây giờ tôi cho là 95 đi, channel 95, rồi bấm set vô là đứng. Bây giờ để muốn set thì cái mặt IR trên cây này và cái IR góc này nó phải trùng nhau, thì khi các bạn set vào đồng hồ IR trùng với nhau. Các bạn bấm xin bỏ đi, nghe đi, cứ gọi đi không sao đâu. Dạ con nghe anh Túng đúng không? Nó vô đây đi, thông cảm đang review của điện thoại. Hiện tại cái bộ Miro này của bên mình là về rất là lâu rồi, thì hàng thì cũng bán mấy trăm bộ rồi, bây giờ nó còn có vài chục bộ trong kho thôi. Hôm nay mình mới review cho anh em, thì cái dòng mới này, thấy rồi cái dòng mới này hiện tại nó là micro cho dòng sân khấu, dòng sân khấu nha bạn, không áp dụng cho karaoke nha, mình không khuyến khích cho karaoke đâu. Bởi vì sao? Bởi vì nguyên cái chức năng của cái té 6400 này á, nó không có cái auto mute. Ok các bạn chờ chứ. Sao em chị Hồng hả? Hồng mới đâu làm giàu rồi đó. Anh kéo Chị ra Phượng ơi, chị Phượng kêu 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 giùm chị Hồng. À chị Hồng kìa đó, em đang livestream review đó. À, thông cảm khách nhiều quá, sáng giờ khách mù quá trời luôn. Thì hiện tại cái dòng này bên mình là không có auto mute, cho nên mình không khuyến cáo cho tất cả các sản phẩm của dòng karaoke. Dòng này nó chỉ có đồ sân khấu thôi, các bạn hát tiệc cưới, hát làm đám tiệc rất là ok, khỏi suy nghĩ luôn. Thì cái bộ này thì mình bán nhiều lắm rồi, nhưng mà có một số anh em cũng thắc mắc là bây giờ là mới mới làm cái hướng dẫn sử dụng để xét sóng, bởi vì lâu quá anh em cũng ít có xét. Bây giờ mình sẽ xét, ok tiếp tục lại nha. Thì bây giờ hiện tại á, hai cái tần số trên cái cây mic và trên cái channel nó đang không trùng nhau, thì bây giờ mình sẽ để là cái IR nằm trên cây mic và cái IR góc bên này, là hai cái IR nó phải trùng nhau, thì channel 2 nó nằm ở phía dưới. Bây giờ tôi sẽ set vô channel 2 và để nha, cảm giác mình sẽ làm lại hai lượt cho các bạn xem, một lượt của bên channel 2, một lượt bên channel 1. Thì bây giờ mình sẽ chọn qua, mình sẽ phá sóng nó đi, thì mình chọn là 90, bấm set cho nó đứng sóng lại rồi ok. Mình sẽ để hai cái đồng, hai cái mặt IR là với nhau, để hai mặt IR đối diện nhau nha, không cần sao đâu, cũng tương đối vừa vừa là được cỡ 5 7 phân gì đó. Và bấm sim, giữ nguyên
3 giây vô liền. Các bạn để đồng hồ là khi nó vô nó có báo pin và báo cuộc sống. Alo 22 là có. Rồi xong. Khi các bạn alo mà nó có nhảy cuộc sống vậy như thế này thì nó đã thông với nhau rồi. Thì nếu mà nó không nhảy cuộc sống mà nó báo pin, nó báo pin và báo sống mà nó không có tiếng thì nó đó là nó bị lỗi đầu mic, do các bạn sử dụng lâu ngày nó bị rớt hoặc là dính nước. Thì bây giờ mình sẽ review lại một cái channel khác ở bên cái vế thứ hai. Cô pin luôn, trời lớn luôn, lấy pin rin bỏ vô luôn, bán mấy trăm bộ rồi, bây giờ còn mấy chục bộ để trong kho mới chịu review, khổ lắm. Sáng giờ đi, nãy giờ review mà khách vô hỏi quá trời luôn. Đây thì bây giờ qua vế thứ hai thì hiện tại cái cây trên ở trên cái tay mic là 806, ở dưới channel 1 nó đang là 791, thì mình sẽ chọn qua một cái tần số nào đó cho nó chặn chặn cái đi, nó 80 đi, 85 đi. Rồi bấm set cho nó đứng, khi mà cái channel nó đứng lại thì các bạn mới set up được. Nhớ nha, IR trùng IR, muốn set trên nào thì chọn với cái nó. Channel 1 nằm ở trên, channel 2 nằm ở dưới. Bây giờ mình sẽ bấm sim lại nè, các bạn theo dõi rất kỳ nha, cảm để nha. Vô nè, vô, ok, vô liền, chưa tới 3 giây luôn, quá lẹ luôn. Alo, alo, rồi xong, ok. Thì cái bộ này mình cũng có một chia sẻ nhỏ là riêng cái tần số của nó là nó hoạt động trong phạm vi là 70 mét ở ngoài trời, và trong nhà hàng thì là không sợ rồi. Ngoài trời thì nó tối đa là tầm 70 mét thì hai sóng. Và cây này không có chức năng auto mute, cho nên là mình chỉ khuyên các bạn nên dùng là dùng cho bộ hát với nhau, nhà hàng tiệc cưới và nói chung mục đích khác, không phải dùng karaoke. Rồi ok, thằng ác xin chào, hẹn gặp lại. Chào tạm biệt. Hết rồi. Các bạn muốn biết thông tin nhiều về sản phẩm này á, các bạn có thể truy cập ở trên website www.tanhungdung.com.vn, địa chỉ là 607-609 Kinh Dương Vương, hotline là 028-625-3-9417, hoặc alo trực tiếp Zalo với tôi, Zalo số điện thoại 0919185233 hoặc số điện thoại trực tiếp 0919273773. Tôi là Thiết, thằng ấy xin chào.